Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là Hiếu của Full Day, thì tiếp tục hôm nay mình cũng chơi tiếp cái con Beatbox thôi mọi người. Thì series này series phần 2 nhé. Thì hồi nãy mình quất cái con siêu biệt và cái kết nó ra đảo 1.6 rồi. Thì tiếp tục mình sẽ vào 3.5 m, mình sẽ chiến cái con sổ lỗ bóng đá nha mọi người. Và mọi người xem video thấy hay thấy thích thì ủng hộ cho mình một like và mình subscribe cho mình có động lực mình ra những cái video hay hơn nha. Và anh em nào muốn cho bạn bè cùng xem thì anh em share lên Facebook được các kiểu giúp mình luôn nha. Thank you anh em rất là nhiều. Rồi hôm nay 3.5 m thì vào chiến lại cái con sổ lỗ bóng đá quất luôn là 250k, coi thử có lấy lại vốn hồi nãy thua không nha. Ok, quả này đặc biệt nè anh em à. Và mình chơi á mọi người, có test hũ hay là quay bắt cầu được các kiểu á, thì mình làm có thắng có thua mình cũng sẽ đăng lên cho anh em xem. Và anh em biết thử cái con nào nó nhẹ hay là con nào nó hút nha. Chứ không bao giờ mình làm thắng mãi được đâu anh em à. Nếu mà làm vậy thì không có được đâu, mình làm thì chỉ duy nhất một lần thôi, thắng thua gì mình cũng đăng cho anh em xem hết. Ok la quá anh em luôn nha. Và anh em xem thấy hay ủng hộ chân la nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok, 4 quả bóng nè anh em ơi. Vào sút nè anh em, lâu lắm rồi mình mới sút lại nè. Ok, mình sẽ sút bên tay phải và dưới nè. Rồi một quả này, tiếp tục quả dưới nữa nha. Ôi giời ơi, sao dạo này sút có đúng một quả thế này. Thật là đen quá anh em à. Thôi không sao, quả này húp lại anh em à. Đặc biệt luôn. Ây giờ không được anh em. Và anh em nào mà muốn tham gia và trải nghiệm cái con game Beatbox này á thì đừng lên tải game, mình có bỏ trong phần mô tả với game dưới bình luận nha mọi người. Anh em nào mà sơ thì cứ tải qua mà test thử nha, mình có hỗ trợ tất cả coder cho anh em trải nghiệm nha anh em. Và anh em nào mà có nợ 100k khi anh em mới đăng ký game lần đầu á, nó khuyến mãi 58k trong game nè. Ngoài ra thì anh em hãy nhắn tin cho mình cũng lọc cho anh em thêm tí nữa nha. Nói chung là nợ 100k trở lên nha mọi người. Ok la thì anh em cứ nhắn tin cho mình nha, mình thì TD của mình thì Hiếu của Full 1 nha mọi người. Ok nè. Rồi, quả này cũng tạm nè anh em. Lên luôn bác tài, đúng rồi. Đặc biệt luôn bác tài ơi, 700 mấy rồi. Ôi trời ơi. Và mình không có nhận kèo kéo đồ gì các kiểu đâu nha anh em. Mà nếu mà có kéo anh em á thì anh em hãy nhắn tin qua Telegram của mình, đó là Hiếu của Full 1 nha mọi người. Còn mà anh em mà bên ngoài á nó có bịp đồ các kiểu thì Telegram khác thì mình không chịu trách nhiệm đâu nha. Kiểu như là kéo thua anh em á mà nó không chịu hoàn tiền được các kiểu lại á thì đó là bịp rồi. Tránh trường hợp bịp thì anh em hãy bấm lên Telegram và icon Hiếu của Full 1 thì nó chính xác nhất nha anh em. Tại vì dạo này có nhiều fan á lấy đổi tên giống mình này, rồi lấy video của mình đăng lên, nhiều khi anh em bị lừa ấy, mình cũng ảo tung chảo lắm anh em à. Mình thì mình sợ mất uy tín thôi, chứ cái đó mình không chịu trách nhiệm được. Tại vì đâu phải Telegram mình, kênh thì ai cũng chả đổi tên giống mình được và lấy video của mình được, nên anh em cẩn thận nha. Rồi chắc là đảo nữa rồi anh em à. Sao dạo này chơi sao đen rồi anh em ơi. Có hôm thì mình làm series 1, series 2, series 3 đều ăn hết, có hôm thì mình gãy hết anh em à. Thì có thắng có thua mình cũng đăng mà. Ok anh em ơi, quả này đặc biệt nữa này. 1.3 m thôi, tiếp nha. Và anh em nào mà có tải game của mình xong rồi á mà anh em muốn sang coder hàng ngày á thì anh em hãy inbox mình luôn nha, để mình gửi anh em vào trong nhóm đó, đỡ cho mấy anh em kiếm coder nha anh em. Thì anh em sang cái đó rồi đánh lên thì anh em lúc cũng vẫn được nha, chứ không phải là nó hồn tiền đâu, anh em cứ yên tâm. Rồi quả này đặc biệt nè anh em à, ngon lành canh đào luôn. Nếu mà anh em nào muốn tìm cái con game uy tín để chơi á thì mình thấy con game Beatbox này thì nó cũng khá là uy tín nha anh em. Còn chơi á thì nó có bịp hay không thì mình chịu rồi, chứ lúc nộp thì khá là uy tín rồi, lúc thì khoảng có 3-4 phút là nhiều rồi đó anh em. Nói chung là game nào mà lúc nộp nhanh ấy là mình thấy uy tín hết anh em à. Ok, hên quá anh em ơi. Anh bỏ lại đây chứ đâu anh em, bỏ lại 5 m mấy rồi, có lời rồi. Dày nữa thì ngon nè anh em à, dày nữa nè. Ôi dồi ôi, dày thiệt luôn anh em à, ngon. Bây giờ làm quả đặc biệt nữa, đúng rồi anh em ơi. Quá là thơm anh em à, easy luôn anh em ơi. Tới công chuyện rồi, tới công chuyện rồi. Ok anh em ơi, 1.3 m thôi, quay xương xương thôi anh em. Xuống 6 m thì nghỉ nha. Nói chung anh em kiếm tí lời tí lãi thì mình thấy cũng ổn nha anh em. Anh em đừng có tham là ok hết, chứ chơi game mà anh em. Rồi nghỉ nha. Và mình cũng tiếp tục cái random nữa anh em. Hồi nãy thì mình cũng đã random bên Hiếu Biệp TV rồi mọi người. Thì tiếp tục cái này là cái thứ hai nha mọi người.
Nói chung là lâu lâu mình random cho anh em thôi chứ không có random thường xuyên nữa nha anh em. Anh em like đồ cũng không thèm like nữa mà nói làm cái gì. Ok, có mười mấy cái bình luận thôi. Ok, chúc mình thịnh vượng gì đây. Ok nha. Anh em nào trúng rồi thì nhắn tin mình nhận lọc thôi. Rồi thì vốn mình 3,5 m qua cái kết lên được 6,2 m nha. Gần được x2 vốn, lấy lại vốn hồi nãy thua rồi mọi người. Rồi thì anh em nào mà thích tham gia và trải nghiệm cái con game BitBot này thì đừng link tải game mình có bỏ trên phần mô tả với lại game dưới bình luận nha mọi người. Anh em nào mà chơi thì cứ tải về. Và anh em tải về chơi mà có nợ 100k thì nó có khuyến mãi 58k trong game. Ngoài ra thì mình cũng có lọt cho anh em tí nữa nha. Rồi ok, bye bye anh em, chúc anh em may mắn nha. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe nha anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video sau nha.